hơn 1 tỷ tấn carbon mỗi năm thải ra từ các chuyến bay, chiếm từ 2,5 đến 3% lượng khí thải toàn cầu. Ngành hàng không là một trong những tác nhân quan trọng dẫn tới biến đổi khí hậu. Nhiều biện pháp đang được triển khai, từ sử dụng nhiên liệu bền vững cho tới các công nghệ thân thiện với môi trường. Chuyến bay xanh, xu hướng mới của ngành hàng không. Thưa quý vị, để ứng phó với biến đổi khí hậu thì thế giới đang nỗ lực thay đổi theo hướng xanh hơn, bền vững hơn, và ngành hàng không thì cũng không nằm ngoài xu thế đó. Câu chuyện xoay quanh vấn đề xanh hóa của ngành hàng không trong mục Thế giới xanh, Changing World, về những xu hướng và sự vận động không ngừng của thế giới sẽ được biên tập viên Anh Quang mang tới quý vị ngay sau đây. Xin mời anh ạ. Vâng, xin chào anh Mạnh Cường cũng như là xin kính chào quý vị khán giả. Những chuyến bay xanh thì đang được nhắc tới ngày một nhiều hơn và trở thành mục tiêu mà ngành hàng không quốc tế hướng tới. Năm ngoái thì Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế thì đã đạt được thỏa thuận lịch sử về mục tiêu trung hòa khí thải carbon của các chuyến bay quốc tế vào năm 2050, tức là đưa mức phát thải ròng về không. Và ngày 28 tháng 11 vừa qua thì một cột mốc đáng nhớ khác cũng đã được thiết lập khi mà hãng hàng không Virgin Atlantic của tỷ phú Richard Branson đã thực hiện thành công chuyến bay đường dài đầu tiên trong lịch sử khi mà sử dụng 100% nhiên liệu hàng không bền vững, gọi tắt là nhiên liệu SAF, có thể được sản xuất từ phụ phẩm nông nghiệp hoặc là dầu thải đã qua sử dụng tại các nhà hàng. Đâu là mối liên kết giữa một nhà hàng lẩu tại thành đô Trung Quốc và những chuyến bay tại Mỹ hay châu Âu? Câu trả lời nằm ở số dầu thải mà các thực khách bỏ lại trong các bữa ăn. Mỗi năm, các nhà hàng tại thành đô thải ra 150.000 tấn dầu đã qua sử dụng, thay vì đổ bỏ. Số dầu thải này được công ty công nghệ môi trường Kim Thượng Tứ Xuyên thu gom, tinh chế, lọc bỏ tạp chất, từ đó tạo ra dầu công nghiệp. Các sản phẩm sau đó sẽ được xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu hay Singapore để tiếp tục xử lý, sản xuất ra nhiên liệu hàng không bền vững SAF. Khẩu hiệu của chúng tôi là hãy khiến cho dầu thải có thể bay lên trời. Được tổng hợp từ dầu thải hoặc thực vật, SAF có mức phát thải carbon thấp hơn 70% so với nhiên liệu máy bay làm từ dầu mỏ. Và chuyến bay thử nghiệm mới đây của Virgin Atlantic cho thấy, việc SAF từ chỗ chỉ được pha trộn với tỷ lệ nhỏ, tiến tới thay thế hoàn toàn nhiên liệu truyền thống là khả thi. Không ai nghĩ rằng các hãng hàng không đường dài có thể bay bằng nhiên liệu hàng không bền vững. Hôm nay, chúng tôi hy vọng có thể chứng minh rằng những người hoài nghi đã sai lầm và điều này hoàn toàn có thể thực hiện được. Hành trình từ nồi lẩu đến chiếc máy bay đang mở ra một triển vọng mới cho ngành hàng không thế giới. Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA ước tính việc sử dụng rộng rãi nhiên liệu bền vững có thể đóng góp khoảng 65% mức cắt giảm khí thải mà ngành hàng không cần để đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Vâng, nhiên liệu bền vững làm từ dầu thải hay là vật liệu gốc thực vật thì đang được ngày càng sử dụng nhiều hơn trong các chuyến bay và được coi là giải pháp hiệu quả hơn để có thể cắt giảm khí thải. Tuy nhiên thì việc tăng tỷ lệ sử dụng loại nhiên liệu này vẫn còn nhiều rào cản lớn, từ sản lượng thấp cho tới chi phí cao. Các số liệu thống kê cho thấy đó là lượng nhiên liệu hàng không bền vững SAF hiện đang được các hãng hàng không sử dụng chỉ chiếm 0,1% nhu cầu nhiên liệu bay trên toàn cầu. Việc sản xuất loại nhiên liệu này thì cũng chỉ được thực hiện rất nhỏ giọt, chủ yếu là tại Mỹ và châu Âu, và vẫn nằm ngoài tầm với của nhiều quốc gia. Bên cạnh đó thì theo Reuters, chi phí đối với loại nhiên liệu này hiện cũng khá là đắt đỏ, cao hơn từ 3 cho đến 5 lần với nhiên liệu máy bay thông thường. Các chuyên gia ước tính là ngành hàng không quốc tế sẽ cần đầu tư từ 1.450 đến 3.200 tỷ đô la Mỹ cho việc phát triển nhiên liệu bay bền vững đến mức đủ để có thể đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Và như vậy là chi phí thì đã gấp 3 đến 5 lần và là một con số rất là lớn. Như vậy là cái quá trình chuyển đổi xanh này vô tình cũng sẽ tạo ra thêm những cái áp lực đối với người tiêu dùng của chúng ta, phải không ạ? Chắc chắn là những người tiêu dùng như chúng ta thì sẽ phải có những tác động nhất định, bởi vì khi mà chi phí được chuyển sang, thực tế thì cho thấy là một số khu vực, người tiêu dùng tại một số khu vực thì đã bước đầu cảm nhận được những tác động này. Ví dụ như tại châu Âu thì giá vé máy bay đã tăng lên sau khi mà ngành hàng không áp dụng nhiều biện pháp giảm phát thải, như là buộc các hãng hàng không phải mua thêm tín chỉ carbon hoặc là thúc đẩy sử dụng nhiên liệu bền vững. Và để tìm hiểu về vấn đề này thì chúng tôi đang kết nối trực tiếp với phóng viên Lê Hồng Quang, thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại châu Âu ạ. Xin chào anh Lê Hồng Quang ạ. Việc áp dụng các biện pháp giảm phát thải trong ngành hàng không thì đang ảnh hưởng như thế nào tới giá vé máy bay tại châu Âu ạ? Yeah.
Kể từ năm 2008 ấy, thì các nước châu Âu họ đã bắt buộc các hãng hàng không phải công bố chính xác lượng carbon do chuyến bay tạo ra. Ví dụ như ở đây một chuyến bay đi từ Frankfurt về Hà Nội chẳng hạn thì mỗi hành khách tạo ra từ khoảng 450 cho đến 750 kg carbon là tùy theo là bay thẳng hay là nối chuyến. Thì thường nối chuyến thì sẽ nhiều hơn. Thế về công khai thì các hãng hàng không họ cũng không có buộc khách hàng phải trả thêm tiền phát thải. Thế nhưng mà trên thực tế thì mình cũng khó mà biết là trong cái giá vé họ đã thêm cái phần đó hay là chưa. Thế một số hãng nội địa của châu Âu, ví dụ như hãng Ryanair thì họ đề nghị là hành khách là tự nguyện trả thêm 1-2 euro gì đó khi mua vé thì coi như đó là cái khoản đóng góp tự nguyện giúp hãng bay mua quyền phát thải. Thế còn cái phụ phí do máy bay sử dụng nhiên liệu sinh học ấy thì có thu thêm. Ví dụ như là bay từ Paris mà đi Amsterdam thì là phải trả thêm 2 euro cho ghế phổ thông cho đến 24 euro đối với vé hạng nhất. Vâng, từ 2 cho đến 24 euro. Vậy thì quan điểm của người tiêu dùng châu Âu về vấn đề này hiện như thế nào? Họ có sẵn sàng chấp nhận bỏ ra số tiền nhiều hơn cho những chuyến bay xanh hơn hay không thưa anh? Thì một cái tờ báo Thụy Sĩ thì mới đây họ đã hỏi độc giả đúng cái câu này. Thế nhìn chung thì trong số các câu trả lời thì đa số các độc giả họ cho rằng là nếu mà cần phải đi máy bay thì vẫn cứ đi thôi. Thêm vài ba euro cho quyền phát thải thì chỉ bằng tách cà phê thì không phải là vấn đề lớn. Thế nhiều người họ nói rằng họ cũng tự nguyện đóng góp để họ cảm thấy đỡ áy náy lương tâm. Bởi vì là đi máy bay nó gây ô nhiễm nhiều quá. Thì mất thêm vài euro để mua lại cái sự thanh thản thì theo họ thì cũng là hợp lý. Mà cũng có những người họ cũng rất là, họ cũng nghi ngờ, họ cũng không đóng góp. Bởi vì là họ cũng bảo là cũng không rõ là cái khoản tiền ấy có được chi đúng mục đích hay không, hay là đó chỉ là cái cách mà hãng bay tăng thêm thu nhập. Thế còn về nhiên liệu sạch ấy, nếu mà các hãng bay mà tăng tỷ trọng được nhiên liệu xanh đúng theo lộ trình ấy, thì cái giá vé có thể sẽ tăng mạnh. Thế mà lúc đó thì cũng không rõ là hành khách châu Âu họ sẽ thay đổi hành vi ra sao. Vâng, xin được cảm ơn những thông tin vừa rồi từ anh Lê Hồng Quang. Có thể thấy là dù giá vé máy bay đã tăng do cái quá trình là chuyển đổi xanh nhưng mà hiện chưa đủ để tạo ra những cái thay đổi lớn. Bởi theo Hội đồng Quốc tế về giao thông sạch thì giá vé máy bay sẽ phải tăng tới 22% vào năm 2050 mới đủ để có thể trang trải chi phí cho quá trình khử carbon của ngành hàng không hiện nay. Mức tăng như vậy thì chắc chắn là sẽ khiến nhiều người tiêu dùng cảm thấy là e ngại hơn, đòi hỏi là các chính phủ cũng như là ngành hàng không phải có một lộ trình phù hợp hơn. Và song song với đó thì ngành hàng không thế giới cũng vẫn đang sẽ tiếp tục đẩy mạnh các đổi mới công nghệ, không chỉ dừng lại ở việc thay thế nhiên liệu mà còn phát triển các động cơ mới thân thiện hơn với môi trường. Chiếc máy bay với thiết kế bên ngoài khá lạ mắt, mang phong cách tương lai này là sản phẩm của công ty Xerox, chuyên sản xuất các phương tiện xanh cho ngành hàng không. Máy bay được trang bị nhiều cánh quạt, cho phép cất cánh và hạ cánh theo chiều thẳng đứng, và đặc biệt là không sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Chúng tôi đã thiết kế chiếc máy bay này dưới dạng một phương tiện vận hành hoàn toàn bằng điện, có thể thay pin và di chuyển được quãng đường dài hơn. Nó nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển xanh và điện khí hóa ngành hàng không, đảm bảo thân thiện với môi trường. Một doanh nghiệp khác là Empire của Mỹ lại tập trung phát triển sản phẩm máy bay hybrid, vừa chạy xăng vừa chạy điện. Công ty cho biết loại máy bay này có tải trọng lớn hơn so với máy bay thuần điện, nhưng vẫn hiệu quả trong bảo vệ môi trường. Đây là chiếc máy bay hybrid đầu tiên trên thế giới. Nó có thể chở theo 9 hành khách và di chuyển quãng đường 1.000 km, đồng thời giảm tới 70% lượng khí thải carbon. Mặc dù chưa thể cạnh tranh với các máy bay truyền thống vào thời điểm hiện tại do tải trọng và phạm vi di chuyển hạn chế, các phương tiện bay sử dụng động cơ điện, hybrid hay hydro được kỳ vọng có thể tạo ra những sự thay đổi lớn trong nỗ lực xanh hóa ngành hàng không. Một báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới dự báo các phương tiện này sẽ thực hiện từ 21 đến 38% số chuyến bay vào năm 2050. Vâng, 21 cho đến 38% vào năm 2050, tức là khi đó thì 1/3 những chuyến bay cất cánh lên bầu trời của chúng ta sẽ đều là những chuyến bay xanh, đúng không ạ? Và chúng ta có thể thấy là những công nghệ này gần như là một công nghệ của tương lai đi. Những chuyến bay được sử dụng điện, và tôi hy vọng rằng là nó sẽ sớm được đưa vào áp dụng và có thể xuất hiện ở Việt Nam chẳng hạn. Vâng, tôi rất là mong như vậy. Tuy nhiên là trước đó thì chúng ta cũng cần phải tính tới đó là chúng ta, những người tiêu dùng như chúng ta, phải chăng là chúng ta cũng nên trả thêm một số những cái chi phí nhất định để có thể đưa những cái chuyến bay gọi là những chuyến bay bay xanh đấy ạ, vào thực tế để có thể cất cánh trên thực tế. Vâng, xin cảm ơn anh Quang với câu chuyện rất hay ngày hôm nay.